đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tiền vàng trị giá hơn 100 triệu đồng để lấy tiền chơi game. Nguyễn Văn Thắng trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang bị công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tạm giữ để điều tra. Mới đây khi phát hiện một căn nhà ở thành phố Đà Lạt vắng chủ, Thắng đã đột nhập vào trong lấy trộm một cây vàng, một dây chuyền vàng và hơn 17 triệu đồng. Sau đó Thắng mang số vàng trộm cắp đem bán được hơn 83 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận toàn bộ số tiền trên đã được Thắng nạp vào tài khoản để chơi game online. Đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.